Hello, xin chào mọi người. Dạo này rất nhiều anh chị đang nhờ mình tư vấn một chiếc máy tính bảng trong tầm giá tầm từ 6 đến 7 triệu cho việc học online và làm việc tại nhà. Thì hôm nay hãy cùng mình trải nghiệm một con máy tính bảng khá đặc biệt, đó là dòng máy tính bảng iPad Pro 9.7. Đầu tiên mình cảm thấy iPad Pro 9.7 có thiết kế cực kỳ Apple với vỏ nhôm kim loại nguyên khối 4 màu sáng bạc vàng hồng, mang tới cảm giác cứng cáp và sang trọng. Màn hình 9.7 inch vừa phải đủ lớn với độ phân giải 2048 điểm ảnh, hiển thị HD, sắc nét, máy mỏng và nhẹ. Đặc biệt, con iPad Pro 9.7 được trang bị tới 4 loa stereo, 2 loa trên, 2 loa dưới, hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi mình xem phim giải trí và học hành. Tiếp theo chúng ta cùng thao tác lướt web. Đầu tiên mình vào trang apple.com thì mình cảm thấy trang apple.com load tốc độ rất tốt nha mọi người. Và sau đó thì mình vào trang báo mình hay đọc, đó là VN Express. Thì màn hình Full HD 9.7 inch này mình cảm thấy thật sự rất là thoải mái. Điểm nhấn của màn hình này, đặc biệt mọi người chú ý là màn hình này có True Tone nha mọi người. Thì đồng nghĩa với việc là màn hình sẽ tốt hơn cho việc sử dụng lâu dài, ví dụ như cho các bé học online thì đặc biệt là tốt hơn cho mắt. Các ứng dụng khác như Zoom, Google Meet cũng như Facebook thì thật sự là lướt rất là mượt mà và nhẹ nhàng. Và đây là một bữa ăn rất là thịnh soạn trong thời Covid, mình like cho mọi người. Đối với một chiếc iPad Pro thì mình không thể nào bỏ qua một làm việc trên chiếc máy này được. Mình đã kết hợp chiếc máy này với một bàn phím Bluetooth. Cá nhân mình thì mình rất thích chức năng này của các dòng iPad đời cao. Việc làm việc, trả lời email trên Word, Excel thực sự trở nên cực kỳ dễ dàng và đơn giản nha mọi người. Mọi người để ý, mình đã cài Office vào máy này. Mình có thể chỉnh sửa soạn thảo văn bản trên máy tính của mình và cùng lúc chiếc máy iPad Pro này đã được cập nhật. Đúng là một cái trải nghiệm khá là xuyên suốt từ máy tính sang iPad, rất là mượt mà. Đối với tốc độ xử lý trên con iPad Pro 9.7 này đối với Word và Excel thì mình cảm thấy là rất là ổn ngay khi mình sử dụng chức năng đa màn hình có trên iPad. Và mọi người xem, mình vừa thao tác trên Excel và cùng lúc mình coi một cái video YouTube trên National Geographic Channel nha mọi người. Ok, thì chúng ta đã trải nghiệm con máy này cũng như là gần hết rồi. Nhưng mà điểm nhấn của con máy này là gì mọi người? Đó, theo mình chính là dàn loa của chiếc máy này. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái dàn loa này cùng mọi người nhé. Ok mọi người. Thanh Nắm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nắm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi học tiếng Anh với các con vật gần gũi nhé. Wow, mọi người có thể cảm thấy được cái dàn âm thanh này thật là tuyệt vời hay không? Thì bây giờ mình đã hoàn tất cái review của con máy tính bảng iPad Pro 9.7 này nhé. Thì tóm tắt lại, mình cảm thấy con máy này rất là tuyệt vời. Thứ nhất là nó thực sự là mỏng và nhỏ gọn. Thứ hai, màn hình của nó 9.7 inch có HD và True Tone thì rất là tốt cho con mắt mình. Đặc biệt là mình cực kỳ yêu thích dàn loa, 4 cái loa này. Ok. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người quan tâm tới sản phẩm iPad Pro thì hãy ghé shopping trên Lazada hoặc mystical.com nha mọi người. Xin chào mọi người. Nếu mọi người quan tâm tới sản phẩm iPad Pro thì hãy ghé thăm shopping hoặc mystical.com nha mọi người. Thì bên mình cũng chuyên cung cấp dòng iPad Pro máy rim tình trạng tầm 98-99% như mọi người xem đây. Kèm theo bên mình sẽ tặng là một bộ sạc 12W và chế độ bảo hành cho chiếc máy iPad Pro 9.7 này, đó là bảo hành 1-1 trong vòng 7 ngày, kèm theo bảo hành phần cứng 6 tháng cho các lỗi phát sinh từ mainboard cho mọi người. Rất cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là tuyệt vời. Để đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong quá trình gửi hàng tới quý khách, tất cả sản phẩm đều được shop gói rất cẩn thận trong xốp chống sốc. Kiện hàng sẽ được bỏ trong bao niêm phong cực kỳ an toàn.
Và đặc biệt, 100% quá trình đóng gói đều được quay video và lưu trữ lại nhé. Quý khách đừng quên kiểm tra bao niêm phong còn nguyên vẹn và quay video khi mở hàng. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mr. Cầu.